Trong năm 2015, thì công ty Thủy sản Hùng Vương sẽ phát hành thêm 500 tỷ đồng trái phiếu nữa cho ngân hàng ANZ Việt Nam và vay có thời hạn 20 triệu đô la từ chi nhánh ngân hàng tái thiết Đức. Tại đại hội cổ đông thường niên của Thủy sản Hùng Vương sáng nay, công ty này đã công bố kim ngạch xuất khẩu sang thị trường châu Âu năm 2014 tăng gấp 3 lần so với năm 2013, hiện chiếm tỷ trọng 26%, lớn nhất trong các thị trường của Thủy sản Hùng Vương. Trong năm 2015, Thủy sản Hùng Vương cũng sẽ chào bán thêm hơn 43 triệu cổ phiếu, ước tính chừng 440 tỷ đồng, cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng một cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1 để bổ sung vào vốn lưu động. Theo kế hoạch được công bố sáng nay, công ty này sẽ xây mới và mở rộng thêm 5 nhà máy chế biến tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Doanh thu xuất khẩu trong năm 2015 của Thủy sản Hùng Vương dự đoán sẽ đạt khoảng 600 đến 700 triệu đô la.